phòng dưỡng mình chở mình đi tới cái chỗ bảo dưỡng xe bán chuyên về bán xe Kawasaki, nhưng mà chỗ này là chỗ bảo dưỡng xe nha, kia mới là bán xe đó. Thì chỗ này là nếu mà mọi người có chiếc nào BMW hay là Kawasaki gì tới đây tập mọi người thì chiếc này là của mình mua trong chỗ đó. Bây giờ tới bảo dưỡng nha, bảo dưỡng xe mình bằng cách rút lại và kiểm tra lại cho sao cái xe là như thế nào, everything good chưa, rồi thứ good chưa. Rồi bây giờ mình vô trong đi, những xe này ở đây. Tại mấy anh kia đi mượn ra chip mấy cái xe khác, giờ mà anh kia là để cái xe nãy đây đi rồi giờ. Rồi mình mới ủa nhớ là bữa mình tới như có trà tắc. Nhớ không anh, bữa mình tới mình được uống trà tắc nhưng mà thôi bây giờ sao cho trà đá trà không nước không nữa. Đó cái chỗ này nè, bữa hôm tới mình mua xe từ chỗ này á, phục vụ nước miễn phí đó, mua uống gì uống. Ở đây có nhiều loại xe lắm nè đó, là có chiếc ủa này giống chiếc của nhớ người ta, đây là 400 nè, em thấy chưa, bên đây 400 đúng không. Rồi cái chiếc này là Ninja 400, là giống như là em mình nó cũng có chiếc Ninja 400. Rồi có cái chiếc nhỏ bên đây, cái này là xe nó xài rồi nha, trong đây là nó gọi là chỗ này là chỗ bảo dưỡng sửa chữa vậy đó. Rồi bây giờ chồng đi vô trong kia đi, mình sẽ quay cái showroom bán xe, là cái chỗ mà chồng mình vô mình mua chiếc xe đó là chồng mình nè. Thấy không, bên đây là chiếc này bảo dưỡng nè, chiếc này bảo dưỡng nè, để mình hỏi giá bao nhiêu mình cũng biết chiếc này giá nhiều. Cái này cũng đi em mà cho mình tư vấn mấy cái mâm này nè, màu này là của xe nào hay xe nào gắn cũng được nè. Mâm này mâm độ. Mâm độ hả? Dạ mâm độ. Không phải luôn. Cho xe nào hết. Mâm này nó chuyên về cho những cái xe mà xe lớn mà. Xe lớn hả? Xe lớn là xe của anh chị không gắn được. Vậy hả? Ồ. Là từ dép ngang cho lên hả? Nó tùy từng xe. Không phải là xe này là xe gì, mâm gì của thế nào. À vậy hả? Biết sao mọi người, tôi hỏi mình qua thì mình với hình như nhớ là cũng có ai em này không nè. Không, thấy rất ngàn bỏ vô được không? Giờ nó cũng có cái kiểu này cho rất ngàn, nhưng mà là cái kiểu khác. Kiểu khác. Ủa anh? Ủa giống như màu. Mà cái này cặp này bao độ bao nhiêu tiền? Khoảng cặp này khoảng 40. Giờ rất ngàn hả? Dạ đúng rồi. 40. Còn mấy đồ chơi này mấy đồ chứ. Đúng không? Dạ. Ủa bữa qua mình cũng gặp em này nè, với lại Minh nè, phải không? Bà không, tại vì chị quen Tài. Tại cái đấy giới thiệu Minh là... Con bô này, cái bô nó cũng H2 à. H2 à? Chiếc 1 tỷ mốt á. Ừ. 1 tỷ mốt, mà chiếc mắt tiền nhất của Kawasaki quá. Nó có đây không? Dạ không. Còn thấy cái chiếc cái gì mà 10G á? Dạ đó. Là chiếc đó khoảng nhiêu tiền? Dạ, 7.3. Ồ, 7.3. 10G 7.3. Dạ. Là phải công nhận chiếc H2 mình khó thấy nha. Chứ nó hàng gì hay sao? Ở giấy xe này xe phổ thông, xe dọc có 3 xe nó hàng gì hay sao? 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 Nó hàng đồ chơi luôn á hả? Nó original hết á, nó là đồ zin theo xe hết, trừ của giống độ rồi. Trời ơi. Họ đồ zin theo xe là xe nó có sẵn. Bán mô tô giờ có tiếng Anh không mà original không à? Tại biết sao thường tay mà cứ phải đi mô tô nhiều. Ta đi mô tô nhiều. Cứng quá à. Có cái lực này là độ nếu mà độ của cái xe anh thì chợ lượng không là 8 triệu. 8 triệu bát. Bát này nọ xe đó, cái bộ này khoảng tầm 10 triệu. 10 triệu cái chợ lực đó em. À, nó nhẹ quá không? Nhẹ hẳn luôn không? À, nó sẽ trợ lực cho anh, nó không có nhẹ hơn cho cái phần cổ lái, nhưng mà khi mà anh đi ở gia tốc cao á thì nó sẽ giúp ổn định cái tay lái này, nó không bị dãy đường cao.
cỡ 120, 150 tùy á, tùy vào cái đó. Khi tụi em chạy nó sẽ 160, 170 cái đá nhẹ thôi. Temperature is low.
mua đây xong về để luôn á. Đi có 1-2 lần. Xong rồi. Để họ đi để em coi xe, coi xe. Xe cộng quá. Mới không sao chị nổi. Không, nó hơn thì cái thân của nó là nó sport bike. Sport bike là nó dán thể thao. Cái phần khúc nó dán như thế này sport bike. Là hơn cái con này Ninja 400 nè. Ninja 650 nè, giới đích thành lập rồi. Đây là sport bike. Cái dán của nó sẽ đánh chụp bike. Đánh chụp bike con này. Đó. Nhất chụp bike là sao ta? Đúng là cái dáng. Nó về có cái gì đâu. Về phần đầu thì cái nét kiểu nào nó sẽ khác nào nó cũng tương tự. Cái sport bike là cái gì? Bây giờ em nói cái kịch bike thì tưởng tượng nó giống như là cái xe gọi là phóng còn cái xe nó gọi là sport bike này gọi là lướt hả? Về phần ghi đông nó sẽ cao hơn. Còn như chị thấy sport bike này. Đây là cái xe quay nè. Trời ơi, nó cao mà. Xe không á là nó 850. Xe jean. Và tiền cuộc chơi của con này thì nó rơi vào khoảng 700 triệu. Rồi, 7 triệu tầm 1.5 tỷ em. Ủa gì vậy? Cái này tên gì? Tên của này là
chiếc này giống. Ủa chiếc này có biển số hả? Dạ, sẽ test ride. À, test ride là thử á. Test ride là chạy thử á. Đây để đăng ký. Ồ, đăng ký rồi, hàng chi. Cái này. Hàng chi là cái bảng số xe, cái xe này cho chạy thử nha mọi người. Hàng chi là cái bảng số xe để chỉ liên danh, chứ không phải là của tư nhân. Không phải là của cá nhân nào mà để bán cho lại. Coi như là... Trời ơi, sao? Mình nhìn cái chiếc này mình nhớ giống chiếc của ba mình, chiếc 67 á. Tựa ha. Ủa giờ anh chạy thử được không? Được, này chuyên danh mà được, chạy thử mà, test mà, anh chạy thử là được, người ta mới, anh mới mua chứ. Anh thích anh mới mua. Anh không, anh không dắt cái xe này đâu, anh muốn chạy thử cái này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chị có nhu cầu rồi. Rồi, đúng rồi. Chạy thử luôn mọi người ơi. Bây giờ chồng mình chạy thử là leo lên đó mình cảm nhận ngồi cái mình ngồi làm sao thôi cảm giác mà hồi nãy thấy nó xúc cái này ra nè bây giờ cái hello cái này giống cái chiếc 67 quá ô men anh qua chiếc này còn gọn hơn nữa. Thấy không? Cái này giống như cái kiểu này thì dạng như là gọi là tin tin, xì tin gì đó, phải không? Cái chiếc này thấy xì tin, còn chiếc đó thấy đa dạng như là... Còn nãy... Ủa? Cho mình xin cái chìa khóa thôi. Ừ, đúng rồi, mình cần giữ chìa khóa thôi. Thấy nhiều khi không biết được... Cái này hồi nãy nó mới là đó. Hình như là cái bánh xe của mình là ok không? Dạ, nghiêng xíu nhiều anh. Nó hơi thiếu thôi nha. Ờ, chị bơm giùm nó. Cảm ơn. Bạn xuống bên nãy con dưới đó. Thôi, đó. Ủa, giữ ra cái quần này giữ nè. Cái này để dành cho đi vượt á. Chạy đi vượt rồi. Ôi, ôi, bận. Bận cái này nè, để đi vượt đi xa nè. Có nắng đâu vậy nè. Ủa này chống mưa luôn hả? Ờ. Để đi xa. Đẹp ha. Nhưng mà trời ơi, cái áo này là 6 triệu nha mọi người. 6 triệu 9 nha. Đó, cái áo này giữ gần nhìn giống như. Thấy không? Đó. Cái này nó coi nhiêu ta? Kiểu này nhiêu? À, 6 triệu 6. Hình như là cái này là size nhỏ hơn thì phải hay kiểu. Ủa? Ngồi chứ, phải ngồi thử chứ. Trời ơi, mua cho chồng phải thử mình có ngồi được không, quan trọng là người ngồi sao nữa chứ bây giờ không có ấy chứ ô lên là không bằng đâu anh hả? Dạ nó tùy những cái món như cái phục này cái phục này nếu như mà anh đặt hãng jean của nó chưa tính chẵn ba thì nó vào khoảng 120 triệu cái phục không đổi cái phục không á cái phục jean của nó xong qua gym của nó đây lên đây chưa tính chẳng ba không là 120 triệu riêng cái phụ 120 triệu nhưng mà độ lên cái dép ngàn thôi đó cái gì gym của cái nó cái này không hả gym của nó cái cây phụ à, cái cây phụ cái này là 120 triệu còn cái cây phụ sau thì là phụ gym thôi gym của xe qua nó sẽ là sau phụ ô lên ô lên ở đây ô lên là 100 không nha mọi người chứ không phải là con hẹn hoa cái kỳ á, sao không có ô liền hay là nó quá? Vậy là vết ngàn đó là của anh là ngàn phục sau sẽ là phục số ô liền. Ô liền trước là thường. Trước là phục số qua thường. Số qua thường á. Số qua này nó sẽ có bình dầu đó. Đây nó có này, nó giống cái mối vậy. Mối hàng. Mối hàng. Vậy hả? Xe nào có mối hàng? Xe nào thì có mà thì không để. Cái đèn này y chang hả? Giống không? Của mình hình như là nhúng hơn thì phải à? Không? Dạ, 700 mấy. Ủa cái bánh này bằng dép ngàn không ta thấy bự vậy? Thấy bự hơn? Bánh này là 190 chị. 190 hả? Ủa? Bằng dép ngàn. Có không bằng luôn hả? Ôi trời ơi, sao thấy vậy quá? Cái bánh này bằng dép ngàn. Ủa mà này có một bô hả? Cái bánh này là bằng chiếc xe, bánh này bằng luôn. Cái dép ngàn nó đặc trưng là 2 bô. Nó đẹp nhất ngàn á hả? Dạ. Trời ơi, tại vì vô thì thấy cái nào vô
rồi mới là bước vô cái tính hai chị em mua giống nhau, xong rồi thấy nghe nó mua dép ra 400. Ơ không anh Ninja, ờ Ninja 400. Xong rồi cái nó thấy dép này thấy ngầu quá, ngầu quá, ba cái bánh nó bự rồi, hai mô nó bự rồi, hút dép nhẹ luôn. Ô ông xã thấy sao? Trời ơi, quốc em này về hơn. Quốc em này về. Nó có cái này nè chồng, thấy không? Nhìn thấy ngầu không? Giống như là cái đuôi của con gì á. Cái này giống như cái đuôi của con bồ cạp á. À đúng rồi. Đúng không? Bồ cạp. Ừ, con bồ cạp á. Tại vì sao mình sợ con bồ cạp nên mình nhìn mình biết. Nó giống giống tự tự vậy. Mà cái này là Kawasaki nè, Racing Team nè, đó. Nó dạng sport, nó dạng sport có nghĩa là sport bay á. Có nghĩa là giống như là nó lướt, nó nằm. Mình ngồi lên là cái dạng nằm, vậy nè, chạy vậy nè. Dạng nằm xuống, thấy không? Nguyên cái thế của nguyên cái con người mình đó phải nằm xuống. Vậy nó ôm sát cái xe này, ôm sát đường, nếu mình quẹo mình phải ôm cua. Còn cái loại bên đây á, là cái loại mà dạng Nick sport đó, là nó Nick bay á, là nó giống như là chum, nó giống như nhảy vậy nè. Nó phóng à. Đó cái hình, bởi cái hình nó giống như cái con gọi là mãnh thú vậy, giống vậy ha. Ủa cái con này là như là Z900 hả? Z650 hả? Ủa 900. Z650. Không có hả? Z650. Này Z650. Ủa này nhìn đâu biết Z650 vậy? Nó có ở đó có Z6 kìa. Z650 là nhiêu? Z6 là 187. Cái kia 288. Z6 hả? Mình muốn mua thêm chiếc nữa để mà đi dán những đường trường, ví dụ đi ngồi cho nó thoải mái anh. Chứ bây giờ anh đã có cái gì? Nick bay hả? Nick kịp bay rồi. Ủa chiếc này nè, Kawasaki Versailles X nè. Là chiếc này như vậy em. Con này là một Tourer là 163 triệu. Dạ, trời ơi, chà bá luôn, 163 triệu hả? Trời ơi, mọi người thấy rồi, bự vậy có 163 triệu rồi, quá đẹp. Rồi nó có cái này nè, để cho đựng đồ và sách đi chơi này nọ, nó có hai bên luôn, đựng đồ đây ha, cái bẩn đằng sau nữa, sao mà đựng đồ đó. Cái chỗ này là người lái xe đó, người sao ôm eo đó, chỗ này chỗ là để đựng đồ ngon lành. Rồi nãy cái xô lông mũi nè. Ngoài trước rồi nếu mà mình khi mà mình nhận xe đó, mình thử xe thì mình chạy vòng ở ngoài á. Để coi thử xe. Ủa anh, bữa mà anh nhận xe dắt ngàn là anh chạy thử qua đây hả? Không. Hiếu và em mình em lên ngồi sao hướng lên, ngồi thoải mái không? Ờ, nãy nha, người ta nói là cái này nhiêu. Nếu mà em chạy cũng được nè. Em nói cái này nhiêu. Trời ơi anh, cái chiếc chà bá đó 160 mấy triệu à. Chắc của chú Tuấn, chồng của cô Nam lúc trước mua. Thấy bự sự vậy mà nó rẻ tiền hơn mà. Là cái chiếc mà nhỏ mà có nhỏ. Lên ngồi sao hưởng rồi. Ngồi sao hả? Ok. Bây giờ mình đi ra ngoài rồi người ta mới cho mình chạy thử. Mấy em mình mới lấy cái chìa khóa đó, cái giặt chấm là chồng của khóa đâu, còn giặt chấm lên không, đợi anh kia anh lấy cái chìa khóa đấy đó. Mọi người thấy không, vừa đi vậy là phải có chạy cũng giống với mấy kia không? Dạ đúng rồi, chạy nhẹ hơn vết ngàn của anh đó. Biết sao tại cái vết ngàn thấy gì đâu, bẻ đây không được gì hết. Dạ. Tại đánh lái nó ngắn thước lái. À, đúng rồi. Con này thước lái nó cũng khó, chị cũng vậy hả? Dạ. Nó khó đánh hơn thằng Z ngàn nha chạy. Khó đánh hơn Z ngàn nữa hả? Chạy cũng dễ mà. Phải không?
tính mua để đi đi thường á, đi thường xuyên. Còn cái vét ngàn thấy ngàn chấm á anh, còn vét ngàn á là tại vì mẹ lái sao cảm giác hơi nó cảm giác nha, cảm nhận nha. Trời sao nó cái đầu nặng ý vậy, chuyên quen xe mới mà. Đi lớp này giờ lông rồi đây chậm. Đó, ví dụ mà mọi người mua xe phải không? Thế mọi người mới ra đây đó, trước đây nè, à, mọi người chạy một vòng, người ta cho mình chạy thử một vòng từ bên đó một qua bên đây luôn đó, nhớ qua bên đây luôn đó chưa. Thì cái này là khu vực trước cái chỗ bán xe thì còn rất là đông người ở cái này, người thấy không, chắc là xe luôn. Chiếc này nha, Mastic này. Cái showroom này thì nó nằm trên đường, để mình quay cho mọi người. Bên phải bên hông của sân lưng này là sẽ là chỗ bảo dưỡng, chỗ bảo dưỡng cho mọi người. Còn ở bên trong á, thì đi bên trong á, à, sau cái lớp kiếm của kiếm này là sân lưng bán xe. Và ở ngoài này á, thì những xe này chắc mình nghĩ là xe này còn xe thử hay xe bán, mình nghĩ xe thử. Chiếc này chiếc gì thấy bự sữa quá. Sao anh? Rồi lên ngồi. Chạy quen chưa? À, chiếc này thì là chiếc BMW. Anh chạy quen chưa? Hả? Chạy quen rồi hả? Mình leo lên chạy vòng vòng cho mọi người coi. Chạy được luôn á. Ông người có cái chiếc nào mà mở cái bô hay gì chẳng đó mấy anh. Thì nè, em đổ bô lên là y chang luôn. Ủa mà nhưng ông người nói là cái bô này bô zin mà. Không có đổ bộ hết á. Trong bô zin nào mà ầm ầm hết á. Phải đổ lên hả? Ừ, phải đổ. Là cũng phải đổ bô luôn không? Đúng rồi, phải đổ lên hết. Chồng mình đi chơi chồng mình hết. Sao ngồi dễ dàng không? Ngồi dễ dàng. Mẹ, cái chiếc này thì cái chiếc này hay chiếc chiếc ngàn thì đi chợ phố cũng được. Nhưng mà tự gì á. Ủa nếu mà chiếc này mà chạy quá nóng nó giống chiếc ngàn không? Không. Ủa, chiếc này nó ít máy hơn. Ít hơn. Anh em à,
rồi. Hả? Ừ, nhớ ở vô để lại cái chìa khóa đi. Rồi để mình suy nghĩ lại coi. Thấy chiếc này sao rồi có gì mua cho chồng nha.